ít, trên đó có chuỗi hạt gừng đan xen nhiều màu sắc, làm tôn lên vẻ đẹp của người thiếu nữ. Chiếc nón cùng em đi mưa che nắng, cùng thiếu nữ múa hát khi buổi hè, ép hẹn khi chàng trai tỏ tình, làm duyên khi xuống chợ. Khi vào mùa xuân, các nam thanh nữ tú sẽ hòa nhịp vào điệu xòe truyền thống theo tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng lên cực tây của tổ quốc. Thưa quý vị, đang sải bước trên sân khấu lúc này là hai bạn Hoàng Văn Chức và Vượng Ba đến từ xã Nậm Rì với bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông đành mông trắng. Chiếc váy với mảnh dài rộng màu trắng được xếp thành nhiều nét váy, khi đi rung rinh lục miếng, khi vỗ xòe rộng như đuôi chim công. Chiếc áo được may bằng nhiều lớp vải. Chiếc tạp dề của dân tộc Mông được làm tinh tế và được góc theo hình dày quạt, vì ở đó được ví như bậc thang để nhắc nhở mọi người phải nhớ tới nguồn cội. Thiếu nữ Mông khi vào mùa lễ hội, quả pao sẽ mang lại nhiều điều may mắn. Quả pa pao em cầm trên tay để cô gửi lời yêu thương đến người bạn của mình. Xin trao lời yêu thương cho chàng trai nào bắt được quả pa pao này thì xin hãy về cùng em. Nam giới thường mặc áo cánh ngắn, ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, ống tay hơi rộng, khuy áo tướng treo hẹp tà trước ngực, cổ áo đứng có viền những đường chỉ trắng nghìn vô quả chám. Quần nam giới là lộ quần ống què, phù hợp cho di chuyển hay đi nương, đi dậy và rất thoáng mát. Sinh ra và lớn lên tại xã Châu Trẻ, hai bạn trẻ Vàng Ha Phứng và Lì Hà Nam đang khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Si La, là một trong 5 dân tộc thiểu số có số dân ít hơn 1.000 người trên toàn quốc. Nét độc đáo trên bộ trang phục của giới Si La chính là phần thân áo và chiếc khăn đội đầu. Thân áo được tạo bởi một miếng vải có hình đa cân, trên đó đến 72 đồng xu bạc, 79 hàng đăng, giữa hàng đăng có trang trí các đường hoa văn bằng chỉ đỏ. Trang phục nam giới của người Si La có nhiều nét riêng biệt. Áo và quần được may bằng vải đen, cổ áo được thêu bằng chỉ đỏ, chỉ vàng. Áo nam giới của người Si La có hai túi so sánh với nhau và cũng được thêu bằng chỉ đỏ, chỉ vàng xung quanh với chiếc quần được may bằng vải đen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được chiêm ngưỡng hai bộ trang phục của dân tộc Cống và dân tộc Sán Chỉ do hai bạn Đặng Thị Huy và Vàng Thị Chanh đến từ xã Nậm Kè trình diễn. Đang trình diễn trên sân khấu lúc này là bộ trang phục của nữ giới dân tộc Cống gồm có khăn, áo, váy và thắt lưng. Khăn được quấn quanh đầu ngang trán nhiều vòng, tạo thành hình chóp chất trán, tạo cho khuôn mặt người phụ nữ thêm tươi tắn và sinh động. Áo được may bằng vải dệt thủ công nhuộm tràm, bó sát người, hai bên tà áo được kẹp các sọc vải dệt của dân tộc Mông, tạo nên sự hài hòa nổi bật trên nền vải tràm đen. Váy được khâu bằng tay, cả váy to có ốp vải màu của dân tộc. Thân váy được dệt những sọc nhỏ bằng những chỉ màu xanh, màu tím, màu vàng, màu trắng, xen kẽ các sọc là những vầng mây trôi. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng bộ trang phục của phụ nữ Sán Chỉ. Trang phục của phụ nữ Sán Chỉ bao gồm khăn, áo, quần và dây lưng. Áo được may bằng vải tràm màu đen, được mặc với chiếc phối màu. Các mép áo được viền một màu lại màu đỏ. Áo dài đến ngang cổ chân gồm hai tà, khi mặc tà sau được bắt chéo sang một bên, thể hiện sự im lặng, dịu dàng và ướt của người phụ nữ. Chiếc khăn hình vuông có dài hình tu du, thắt lưng là vàng bạc để tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy của người phụ nữ. Với chàng trai cô gái Hà Nhì đang khoác trên mình bộ trang phục trong lao động sản xuất có phần trình diễn của Lì Tạ Tứ và Tô Văn Chương đến từ xã Neng Su Dìn. Trang phục trong lao động sản xuất của người Hà Nhì với màu chủ đạo là màu xanh trên nền áo, tượng trưng cho sự sống, sự phát triển, sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc của tự nhiên, của môi trường, tạo nên bộ trang phục mềm mại, thoáng mắt. Đây chiếc vạt áo từng ngắn hơn kết hợp với chiếc quần được làm bằng vải màu mịn màu đen, cặp quần được làm bằng dây giãn hoặc dây chun, có phần rộng, thực hiện trong lao động sản xuất. Trang phục nam giới khá đơn giản với áo, tạo sự vận động tay để cho chúng quay phim. Đang trình diễn trên sân khấu lúc này là hai cặp Tòng Thị Thới và Tòng Văn Sơn đến từ xã Mường Tòng với bộ trang phục được gọi là dân tộc Xảo Phang, tay khéo léo. Những nữ dân tộc Xảo Phang đã làm ra nhiều mẫu giày, theo thủ công, những bộ quần áo với những họa tiết hoa văn đậm gắn với đời sống truyền thống của dân tộc. Một bộ quan trọng gồm nữ giới gồm khăn, áo, quần, để đôi vật chính là đôi giày tự thức rất tinh tế, được gặt từ vỏ của cây mọc trên rừng, tạo cho đôi chân của mình cực nhắn vật. Trang phục nam giới có áo, quần, kiểu áo 4 thân xẻ 2 bên hông, áo cổ lọ, cúc áo tết bằng vải. Quần nam có màu may ống rộng, được thiết kế đơn giản thuận lợi cho quá trình lao động sản xuất của dân tộc Hoa. Quý vị đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ trang phục truyền thống của dân tộc Hà Bì dành cho người trung tuổi, góp phần trình diễn của Trang Mẹ Nù và Trang Vô Sinh đến từ xã Xanh Thượng. Không rực rỡ sắc màu như bộ trang phục trong lễ hội, trang phục dành cho người trung tuổi của người Hà Bì cũng gồm khăn, áo, quần. Với chiếc áo ngắn tay theo kiểu nam thân, cái nút bạc phía nách phải, phần vạt áo được trang trí các hoa văn rộng đẹp chéo từ cổ tới nách, với những đường thêu từ đơn giản tới phức tạp. Những quả chuông bé bằng bạc được đính trên áo, và đây cũng chính là tiêu chí để phân biệt sự giàu nghèo của người phụ nữ. Chiếc khăn đội đầu không chỉ có giá trị trong đời sống văn hóa tâm linh mà còn là một món đồ trang sức. 4 bên đầu khăn đính những hạt tường với những màu sắc khác nhau, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Trang phục nam giới Hà Nhì khá đơn giản, giống như trong trang phục trong lễ hội, thể hiện sự khỏe khoắn, giản dị. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng trang phục của dân tộc Mông có cuộc trình diễn của hai bạn Xu Mai và Thảo An Hống, sinh ra và lớn lên tại Sao Hồi. Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông Đỏ gồm có áo xẻ ngực, váy nặng dề, thân và xà cảm. Áo hình chữ V, phía sau là một bức thư hình chữ nhật được trang trí hoa văn rất hài hòa và đặc sắc. Váy có nhiều nếp xòe dạng, cánh hoa ấn tượng và độc đáo. Lưng xà cảm vừa thể hiện được sự kín đáo của người phụ nữ, vừa tạo nên một thái độ có nhầm lẫn với các dân tộc khác. Không rực rỡ sắc màu, không nổi bật như trong phụ nữ chậm tới, với chất áo cánh ngắn thân hẹp, ống tay hơi rộng đi kèm với quần màu đen, ống rộng thuận tiện trong sinh hoạt như leo núi, vỗ kèn. Kính thưa quý vị, đang sải bước trên sân khấu lúc này là cặp đôi Chảo Lão Khờ và Lò Thị Tuyết đến từ xã Bá Mì với bộ trang phục truyền thống của dân tộc Dao Đỏ. Bộ trang phục của nữ giới Dao Đỏ bao gồm khăn, mũ, áo, quần và thắt lưng. Áo dài của nữ giới cũng như hoa văn trên trang phục nam, các họa tiết trên bộ trang phục thường được theo từ cây thông, đỉnh núi, vượt bậc thang, có biểu hiện chất tính cần cù, chịu khó, đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú, màu sắc cân đối, hài hòa, vui tươi, trong sáng. Trang phục của nam giới khá đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó nhiều nét độc đáo bản sắc của dân tộc. Đó là chiếc áo dài cài ngực có mũ cúc cài, quần rất rộng, thoải mái khi hoạt động, góp lên những đường nét hoa văn tạo sự khỏe khoắn của những chàng trai núi rừng. Kính thưa quý vị, ta cũng chiêm ngưỡng của rất trình diễn của hai bạn Hà Thị Lương và Hà Mátu đến từ xã Phẩm. Thoáng qua, chúng ta có thể thấy bộ trang phục của dân tộc Hán có nhiều nét gần gũi với bộ trang phục của dân tộc Thái. Đây cũng chính là sự giao thoa văn hóa của hai dân tộc. Trang phục dân tộc Hán khá giản dị, gần gũi với thiên nhiên, với những màu sắc không cầu kỳ sặc sỡ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trang nhã và sự tinh tế. chứa đựng nền văn hóa đậm đà bản sắc của cộng đồng người dân tộc. Đến với Mường nhé, bạn bè và du khách sẽ có những cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Địa danh một con gà gáy ba nước cùng nghe, hình tượng mốc số 0 nơi ngã ba biên giới, một điểm cực tây của tổ quốc. Và xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật nồng giòn giã để dành cho phần trình diễn của 22 diễn viên đại diện cho 11 xã và 10 cộng đồng dân tộc ngày hôm nay. Với chương trình giao lưu văn nghệ của các xã, kênh Châu Lăng xin mời toàn thể quý vị cùng đến với ca khúc Bức tranh thổ cẩm do Mạnh Thêm đến từ Ủy ban Nhân dân xã Leng Su Sìn biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.